Anh em tôi chuẩn bị xuất phát qua Buôn Dun, qua chinh phục hồ Buôn Dun. Vừa đến bờ hồ này, đi đường lòng vòng hơi xa hơi lâu. Hôm nay câu đã đầu trên gần đầu nguồn ngay nhánh bên phải. Hôm vừa rồi đổ hai đống mồi cũng tương đối to, nói chung là bao đó khoảng trên lịch khoảng 20 kg. Vị trí điểm câu mà lập câu hôm nay là cái bắt đầu cái nhánh rẽ của một hồ này, có hai nhánh thì bắt đầu nhánh rẽ. Cái vị trí này là bắt đầu rẽ nhá. Đây là nhánh bên tay phải, tính từ bờ đập đi lên. Còn cái một nhánh nữa là nằm bên kia. Từ bờ đập đi lên nó là nhánh bên tay trái. Cái khu vực này nó coi như là một cái đảo. Thì cái vị trí này thường thì Lộc suy nghĩ rằng là cá nó sẽ đi ăn và nó sẽ đi ngang qua vị trí này. Những cái điểm mà nhánh rẽ là cá, những điểm rẽ như vậy câu rất là ngon, cá rất hay đi ăn. Đó. Đương nhiên theo kế hoạch dự tính Lộc sẽ chuyển ra giữa đảo đánh, tại vì giữa đảo Lộc phát hiện ra là có một bãi cây nằm ngay chỗ giữa đảo, cách bờ khoảng tầm 100 m. Thì thường là cá nó sẽ hay ở gần cây hơn. Vài bữa Lộc sẽ mai bắt đầu bác mồi đi, bắt đầu nhử rồi, là sẽ nhử cái khu vực gần đến cái khu cây đó, Lộc sẽ đánh khu đó. Hy vọng sẽ cái đợt này chinh phục hồ Buôn Dun nó sẽ đụng được cái hàng to trên chục ký. Chục ký anh ạ. Chục chứ. Đây đang quay. Chục ký. Lên hàng nhá.
đã lên lưỡi luôn rồi. Được. Hơn chục ít vậy, 11 ký. Không được. 11 ký. 10 ký. Không. Anh tin em đi. Được. Được. Có hai con. Giờ đo nhá, đo thử coi chính xác bao nhiêu ký nhá. Nó bao nhiêu ký anh chứ? Nó ngắn vậy thôi. 20. Con này chục đủ lại. Không được, không được đâu. Được chứ anh. 20 này. 40, 60, 80 phân. Khả năng được chục ký ấy. Thì so bàn chân này, thấy không? Chắc được chục ấy nhỉ. Không mà phết. Hơn chục, 11 ký. Cái con hôm bữa là của em là con... Của con... em nhìn vậy mà 11 rưỡi đó. À, ok. Mình có hàng. Lấy dây, chứng tỏ. Bây giờ... Rồi, anh... Ok. Mai lại đi tiếp. Có động lực rồi. Có động lực là tiến tiếp thôi. Lên bờ văng lưỡi ra luôn. Mày quá. Hên đấy, anh lên hên nhỉ. Dạ. Mày nhanh nhá. Lấy điện thoại chú chụp cho anh một tấm, nên lấy chú dưới cho chụp người tiếp rồi. Sao chuồng nó không kêu ta? Không có kêu. Vô lý, hay là chưa bật đấy? Không biết hay là rớt ra rồi. Hay chưa bật công tắc? Bắt đá. Anh này anh chụp cho anh đấy. Ấn ấn lúc này chụp lại. Có tạm dừng đi, tạm dừng. Bảo anh đang tự sướng. À. Lên nét lắm. Bảo anh đang ôm con cá. Ồ con này khả năng chụp ký, trên là chụp ký nhá. Quá may mắn luôn. Đã không? Rồi tạm dừng nhá. Lấy khóe thôi. Em quay luôn. Về... Không không chụp cho anh tấm đi đó. Chụp cho anh tấm đó. Về mình chụp màn hình được mà. Không được. Được. Này. Đấy, cá đây. Đã không? Con đầu tiên Hồ Bùn Jun. Hy vọng thời gian sắp tới, một vài ngày tới sẽ lên hàng lại to hơn nữa. Thì có cá chấm loại 2x cơ. Cái mục tiêu cũng kỳ vọng mình là sẽ bắt được loại đó. Và cá chép lại hơn 10 ký nữa cơ. Thời gian sắp tới đây hy vọng đụng chấm chép cái loại hàng cỡ đó. Chép trên chục, chấm trên 20. Cái đó là kỳ vọng thôi. Hy vọng còn được hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Video này đến đây là kết thúc. Các anh em thấy hay thì hãy đăng ký ủng hộ tinh thần cho Lộc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.